Nay mình muốn chia sẻ với các bạn một đề tài, đó là đề tài làm sao có thể cai nghiện được mua sắm. Mình là một người theo lối sống đơn giản, có một chút tối giản, và sau một thời gian, một quá trình mà mình đã theo đuổi quan tâm đến đề tài này, mình đã có cách, có những cái trải nghiệm riêng mà mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay để có thể giảm bớt được cái số lượng mua sắm online và trực tuyến hay là trực tiếp tại các cửa hàng. Như báo Công Thương Thương mại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật thì đại dịch Covid-19 xảy ra cùng với sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử đã làm thay đổi hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Dự báo giai đoạn từ năm 2022 đến 2025 thì thương mại điện tử, tức là e-commerce Việt Nam sẽ tăng trung bình 25% một năm, đạt 35 tỷ USD vào năm 2025, chiếm 10% tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước. Từ thời điểm hiện tại đến năm 2040 thì khoảng 95% các giao dịch ý, mua sắm dự kiện sẽ thông qua thương mại điện tử e-commerce. Bài viết nêu một số thay đổi hành vi người tiêu dùng trong việc lựa chọn mua sắm, từ việc cảm nhận nhu cầu đến tìm kiếm thông tin và đánh giá cảm nhận sau mua bằng những trải nghiệm mua sắm, và gợi mở vấn đề cần giải quyết đối với các nhà bán lẻ tại Việt Nam. Vâng, đó chính là những cái mấu chốt, những cái khởi nguồn của việc là tại sao cái thương mại điện tử, cái việc mua sắm online nó lại phổ biến đến như vậy. Bình thường một tháng mình đâu kiếm được cái số tiền như thế đâu, hoặc là mình tại sao mình có thể tiêu như thế mà mình không giữ lại đấy. Mỗi lần như thế lại hối hận. Có những ngày nếu mà canh sale phải đến thức đêm 2 giờ sáng để săn sale. Ngày đấy thì cũng phải đặt hơn 10 mười mấy 20 đơn đấy ạ. Tiết kiệm bằng cách. Chúng ta phải đặt ra một câu hỏi là tại sao người ta mua sắm online nhiều như vậy? Thứ nhất, đó là tình hình kinh tế và Covid pandemic đã thúc đẩy mọi người mua sắm online nhiều hơn. Thứ hai, đó là cái cảm giác của hạnh phúc nhất thời. Mua sắm mang lại cảm giác vui vẻ, thỏa mãn tức thì. Thứ ba, đó là ảnh hưởng từ quảng cáo và tiếp thị, hành vi và sở thích mua sắm của người tiêu dùng. Do chúng ta dùng mạng xã hội này, do cái thuật toán mà hiển thị lên những cái quảng cáo mà đáp ứng được cái nhu cầu của người mua dùng, của người đang sử dụng mạng xã hội. Chúng ta phải hiểu được rõ nguyên nhân là nghiện mua sắm là gì. Mặc dù phần lớn chúng ta mua sắm dựa trên giá trị và mục đích sử dụng của sản phẩm, nhưng những người nghiện mua sắm lại mua hàng dưới sức ép của stress, mong muốn được xã hội chấp nhận và áp đặt hình mẫu cho bản thân, bất chấp những hậu quả không mong muốn. Những áp lực này chỉ giảm đi khi họ tiêu tiền, và dần dà họ trở nên phụ thuộc vào thói quen này. Mặc dù không được công nhận là một loại nghiện trong DSM-5, nó là loại có nhiều điểm tương đồng với các vấn đề nghiện ngập khác. Một số hậu quả của nó bao gồm xung đột trong gia đình này, rắc rối về tài chính này, có người thậm chí mua sắm nhưng lại không bao giờ mở sản phẩm ra sau khi mua. Mình biết một vài số người như vậy. Nghiện mua sắm thường xuất hiện cùng với các rối loạn tâm thần khác như là trầm cảm, lo âu, rối loạn ăn uống, và thường bắt đầu ở độ tuổi khoảng 30. Tại sao ở độ tuổi 30? Vì đó là một giai đoạn mà người ta đã trở nên độc lập về mặt tài chính, người ta có công việc. Hậu quả của việc tăng trưởng mua sắm, đó là ảnh hưởng của việc mua sắm lên khí hậu toàn cầu. Phân tích lượng khí thải từ các kênh mua sắm ở Vương quốc Anh, ở Anh và Mỹ cho thấy là mua hàng trực tiếp tại cửa hàng tạo ra lượng khí nhà kính cao hơn so với việc đặt hàng trực tuyến mà cửa hàng truyền thống giao, nhưng lại ít hơn khi chỉ mua sắm trực tuyến. Theo những chuyên gia giải thích thì khi mua sắm trực tiếp, người dùng thường mua nhiều mặt hàng trong một giao dịch. Trong khi mua sắm online trực tuyến thì người dùng thường chia phần hàng, phần đặt hàng của mình ra thành nhiều đơn đặt hàng từ các cửa hàng khác nhau, tăng lượng chất thải như là bao bì, túi ni lông, rồi là cách delivery đưa đến tận nơi cho khách hàng. Chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm từ bản thân mà mình rút ra, và những cái kinh nghiệm mà trong cái thời gian mà mình theo đuổi lối sống đơn giản, có một chút tối giản này, làm sao mình có thể cai nghiện được mua sắm. Mua sắm ở đây là mua sắm online và mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng trung tâm thương mại. Và để mình kể nhé, câu chuyện của mình là như thế này. Sau cái đợt Covid ý bùng nổ thì mình bắt đầu quan tâm đến lối sống đơn giản, tối giản, và mình bắt đầu đọc những cái bài viết này, bài báo này, podcast này, nghe podcast và xem YouTube, thì mình bắt đầu phát hiện ra rằng ồ, cái lối sống này rất là thú vị. Mình có thể bảo đảm được chất lượng cuộc sống, nhưng mà mình cũng có thể giảm đi được cái số lượng mà mình mua sắm vô tội vạ. Và cái đợt đấy thì mình làm ở công ty, thì mình ngày nào mình cũng đến công ty, chứ không phải như là hiện bây giờ là mình có thể làm tại nhà, làm home office. Thì cái công ty của mình ấy nó nằm ngay giữa trung tâm thành phố, một nơi mà sầm uất nhất tại Warsaw, và
thay vào cái giờ mà nghỉ như là giờ lunch đi ăn trưa cùng đồng nghiệp hay là sau giờ làm việc thì mình đi làm những cái việc như tập thể dục, đi uống cà phê với bạn bè hay là đơn giản là đi đâu đó để có thể giảm stress đúng không? Thì mình lại lao vào những cái trung tâm mua sắm và mình mua rất 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 là nhiều đồ, mình mua ào ạt và không tổ chức luôn ý. Mình có bao nhiêu tiền là mình mua, và mình mua sắm thường là những cái túi to túi nhỏ, quần áo mà mình không bao giờ mặc đến, và những cái đồ trang sức rẻ tiền thôi, thế nhưng mà mình không bao giờ đeo. Mình có rất là nhiều quần áo, tủ quần áo của mình thì ngập tràn luôn ý, khoảng 100-200 bộ là chuyện bình thường. Và những cái lúc đi đám cưới này hay là đi sinh nhật này, đi gặp bạn bè này, thì mình thường đứng trước cái tủ quần áo và mình suy nghĩ là bây giờ nên mặc bộ nào, và ngày nào mình cũng tốn rất 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 là nhiều thời gian để đứng trước tủ quần áo và mình để chuẩn bị cho ngày hôm sau, là đi làm mỗi ngày là mình phải một bộ riêng này, quần áo màu sắc loè loẹt và nhiều mẫu nhiều kiểu mà mình theo xu hướng nữa này. Mình cảm tưởng như là mình luôn so sánh mình với cả bạn bè, với những người xung quanh, với cả những cái xu hướng hiện đại. Chính vì như vậy mà mình bỏ ra một cái số tiền lớn, bỏ ra một cái số thời gian lớn để có thể thỏa mãn được cái nhu cầu của mình. Và đó chính là cái lý do tại sao mà mình nghĩ là sau cái thời gian mà mình theo đuổi lối sống đơn giản, có chút tối giản này, mà mình có thể giảm đi được cái tình trạng nghiện mua sắm. Mình cho đó là một cơn bệnh. Và cơn bệnh đấy thì ngoài cái việc là phải nỗ lực này, rèn luyện cái tâm trí của mình để mình có thể theo đuổi, của mình có thể bỏ đi được cái thói quen mà mình mua, mà cái nhu cầu mà mình nghĩ là không cần thiết, thì nó cần một cái thời gian nhất định, mà cũng không có thể là một cái thời gian, một cái quá trình dài. Mình nghĩ đó là một, và sau một cái thời gian thì mình bắt đầu giảm dần đi được cái số lượng mua sắm và mình cảm thấy rất là thoải mái bây giờ. Cho dù là mình mặc bây giờ chủ yếu là màu đen hoặc là màu trung tính đúng không? Màu như là màu be, màu màu trắng, và thường thường là những cái màu đấy thì rất dễ chọn và có rất dễ phối đồ, như là mỗi lần đi chơi, là đi hội nghị, là đi bất kỳ nơi đâu thì màu trắng, màu đen hay màu trung tính thì nó cũng tạo cho cái cảm giác là gần gũi, thân thiện và cũng là sạch sẽ, rất là elegant, cũng rất là lịch sự. Người nổi tiếng như Steve Jobs họ thường chọn những cái màu trung tính hoặc là họ chỉ có một màu thôi, thì sáng ngày ra thì họ khi mà họ mở cái tủ ra, họ đi họp hội nghị hay là bất cứ nơi đâu thì họ không cần đến stylist nữa, bởi vì họ chỉ có mỗi hai màu quần áo và một bộ quần áo mà lúc nào cũng giống như là ngày hôm qua vậy, nhưng thực ra họ có cả một tủ quần áo chỉ có những cái màu như vậy thôi. Và đấy là một cách mà họ có thể tiết kiệm năng lượng, để tiết kiệm thời gian, tiền bạc, để thuê stylist. Kinh nghiệm cá nhân của mình bằng cách nào có thể cai được cái cơn nghiện mua sắm, những cái giải pháp triệt để. Thứ nhất, đó là nhận biết và chấp nhận, nhận diện cảm xúc và tình trạng nghiện mua sắm của mình. Gì đâu mà ra, cái nguồn gốc của nó là vì stress, hay là vì hơn thua với bạn bè, hay là vì nỗi cô đơn. Bạn có thể chia sẻ với gia đình, bạn bè thân thiết. Cách tiêu xài của bạn có mối tương quan với những người xung quanh. Nếu biết về vấn đề của bạn, họ sẽ có thể tìm cách phù hợp để hỗ trợ cho bạn chẳng hạn. Thứ hai, đó là quản lý tài chính. Bạn hãy hiểu biết về việc tiết kiệm, đầu tư, mua trái phiếu, mua cổ phiếu, hoặc là ghi chép, theo dõi những khoản cần chi tiêu và ra được cái hạn mức tài chính của bạn để tránh vung tay quá chán chẳng hạn. Thứ ba là mua vì cần chứ không phải vì muốn. Bạn nên biết là điều gì cần thiết cho cuộc sống của bạn đúng không? Thì bạn có thể tránh xa những nơi trung tâm mua sắm, chọn mua theo nhu cầu thực sự, hoặc là mua hàng second hand, vintage. Cái tips tiếp theo đó là luật 72 tiếng hoặc là luật 30 ngày, và cũng có thể là tùy vào cái giá trị của món đồ càng cao thì ta càng tăng thêm cái thời gian suy nghĩ. Khi có cảm giác thôi thúc muốn mua thì hãy đợi cái thời gian khoảng 72 tiếng, 30 ngày hoặc là lâu hơn. Cách này giúp bạn hiểu rõ đâu là sự ham muốn tức thời, đâu là điều bạn thật sự thích và cần. Bạn nên tránh mua sắm một mình nữa, hãy rủ bạn bè, người thân cùng đi, nhất là những người luôn sáng suốt trước những cạm bẫy chi tiêu. Nếu như tình trạng thật sự là nghiêm trọng ấy, thì bạn cần tìm đến những cái chuyên gia để có thể cố vấn hoặc cho bạn những cái lời khuyên. Xóa ứng dụng mua sắm này, bỏ các thông tin theo dõi qua các trang mua sắm online trực tuyến này, các quảng cáo, hay tắt đi một vài phần tự động cài đặt thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ của nhà bạn này, bỏ phần mua như là ở trên Amazon nó cái phần buy buy one click này, rất là nguy hiểm đúng không bạn? Chẳng may mà nhấn chuột vào thôi là có thể bỏ cái món đồ đấy vào giỏ, thanh toán luôn. Điều tiếp theo đó, đọc kỹ review,
tìm hiểu nghiên cứu món đồ mình muốn mua như là cái xuất xứ của nó, nơi sản xuất, nguyên liệu, giá cả, bao bì, thành phần, có tốt cho môi trường hay không, có độc hại cho sức khỏe hay không, có thể dùng được bao lâu, nó có bền hay không, tránh kiểu tiền mất tật mang. Điều cuối cùng mình muốn đưa ra lời khuyên ở đây đó là tránh online chỉ để giết thời gian. Bạn đừng bao giờ mà nghĩ đến việc là cứ ngồi cầm cái điện thoại để sau đó để kiểm tra các món đồ mới, những cái đồ mà các cửa hàng mà bạn yêu thích chẳng hạn, thì bạn có thể xóa đi, giảm stress. Thì có nhiều cách, đó là bạn có thể trải nghiệm. Trải nghiệm ở đây là có thể bạn học cái bộ môn nào mới, học đọc sách, tập thể dục, nấu ăn, hoặc là bạn có thể đi dạo, đi du lịch. Tất cả những trải nghiệm có thể bù đắp vào những cái thời gian mà bạn dành để mua những cái món đồ online. Giảm mua sắm hay là cai nghiện mua sắm thì cần một thời gian để cho chúng ta có thể thích nghi và chúng ta có thể rèn luyện cái tâm trí để chúng ta có thể giảm bớt đi cái nhu cầu mà thực sự là không cần thiết. Chúng ta cần phải biết là lúc nào cần mua và lúc nào nên mua. Và vì đó chúng ta cần một thời gian, đó là một quá trình để trải nghiệm. Và mong các bạn sau video ngày hôm nay thì các bạn có thể rút ra được những cái kinh nghiệm và có thể làm theo được một vài cái ví dụ. À, và những cái góp ý của chân thành của mình để các bạn có thể cải thiện cuộc sống cũng như là cải thiện cách sống của mình về việc cai nghiện mua sắm. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.